Chào mọi người, chào các anh chị em vọc sĩ nha. Hôm nay chúng ta cùng vọc về cái vụ đèn giao thông này nó như thế nào ha. Đây cũng là một cái câu hỏi rất là khó. Không có dễ gì là mấy ai ở Mỹ lâu năm mà biết được cái điều này đâu. Mình chính ra mình ở Mỹ 24 năm mà chưa bao giờ trong đời mình bị gặp cái trường hợp này hết. Mà mình cũng chưa bao giờ nhìn mình đậu chưa bao giờ mà đậu xe kế bên hông rồi để mà chứng kiến nhìn thấy thì coi họ xử lý cái tình huống ngay cái lúc này nó như thế nào, mình cũng chưa gặp luôn. Cho nên là bữa nay mình làm cái video này, mình đố các anh chị em cô chú bác ở Mỹ lâu năm hoặc là mới qua cũng được, mà biết về cái cách để mà xử lý như thế nào đó để cho nó đúng, cho nó phải đạo ha, phải đạo lý, phải đúng luật ha. Thì mình khen đó là hay, là chính mình thật sự là cũng không chưa biết giải quyết như thế nào luôn, cho nên là mình mới đặt câu hỏi để xem thử coi được bao nhiêu người biết về cái luật này, xử lý cái tình huống này nó như thế nào, và bao nhiêu người không biết. Viết ở bên dưới nha, comment ở bên dưới để mình coi thử nó làm sao. Thì nếu mà nhiều người mà nói cùng có giải thích, nó có cái lý lẽ ha, nó có lý lẽ, nó giống như một cái trường hợp bất đắc dĩ, hoặc là cái trường hợp nó buộc phải giải quyết như vậy, nó phá luật luôn hay là phải cho đúng luật ha, như thế nào. Thì đại khái bây giờ cái trường hợp nó như vậy nè. Hiện tại là cái xe màu đen ha, xe trước mặt anh chị em đang coi trong video đó, cái xe đó là xe của mình ha. Xe lắc xịt màu đen đó là xe của mình. Ví dụ thôi nha, chứ không phải là xe mình nha. Mình ví dụ đó là xe của mình nè. Thì ở phía mình đang còn chạy về hướng trước á, nó có một hai cái làn đường. Một làn đường á bên hông mình á thì để quẹo phải thôi ha, để chỉ quẹo phải chứ không được chạy thẳng. Còn cái làn đường mà mình đang đậu đây nè, là mình một là được phép mình chạy thẳng. Hai á là mình được quẹo trái. Nếu mà ở trên không có xe ha, ở trước mặt mình nếu mà không có xe thì mình được quyền quẹo trái hoặc là mình chạy thẳng nếu mà đèn xanh. Thì bây giờ hiện tại nó là đèn đỏ nè, thì mới vừa đèn vàng thì mình dừng lại đây ha. Đèn vàng thì nó sẽ 1 giây 2 giây là nó tới đèn đỏ rồi, thì mình đã đậu ngay đây, và vô tình nó thì ở ngoài sau lưng mình chạy tới đó là một xe cảnh sát ha, đang còn bật đèn lên ha, xanh đỏ trắng vàng chớp nháy lung tung, và đồng thời người ta mở kèn hú lên luôn để mà chạy khẩn cấp ha. Đó là thứ nhất, một là xe cảnh sát đang đậu sau sau xe mình nè. Hai là xe cứu cứu thương. Ba là xe cứu hỏa. Tức là ba cái loại xe này đó đang còn ở trong tình trạng chạy khẩn cấp ha, người ta vừa bật bật đèn chớp nháy nguyên cả cái xe ha, chớp nháy xanh đỏ vàng trắng ha, chớp nháy. Rồi cộng thêm họ đang còn hú ủ tiếng kèn nữa, mà họ đậu sát đít xe mình luôn. Mà bây giờ cái đèn đỏ này đó là mình phải chờ cho tới 25 giây ha, chờ cho tới 25 giây thì cái đèn đỏ này nó mới chuyển qua màu xanh. Thì bây giờ trong 25 giây đó, ngay cái trong lúc khẩn cấp này nó rất là lâu ha, nó rất là lâu. Tại vì ở ngay cái lúc khẩn cấp là người ta tính bằng giây thôi ha. Nó khoảng chừng 5 giây á, thì có thể xử lý là nó ngon. Nhưng mà bây giờ cái đèn này đó mình phải đậu đó cho tới 25 giây thì nó bắt đầu nó mới chuyển qua đèn xanh. Đó, thì bây giờ anh chị em nghĩ như thế nào? Nếu mà anh chị em cô chú bác ở Mỹ lâu năm ha, hoặc là mới qua cũng vậy. Nếu mà biết đó, thì viết comment ở dưới bên mình để mình xem thử coi được bao nhiêu người xử lý cái tình huống này nó như thế nào. Nếu mình thì chưa biết, nhưng mà nếu mà được nhiều người trả lời ở bên dưới mình thấy hợp lý thì ok, mình để đó mình sử dụng, và nhiều người biết được cái đó. Khi mà gặp tới cái tình huống nó gặp tới cho mình, nó xảy ra đối với mình đó, thì mình có cách mình xử lý cho kịp thời ha. Chứ không phải là ấy, lúc đó bối rối rồi điếng người luôn, tại vì xe mà nó đậu bấp kèn nó làm in ỏi hết ngoài sau lưng mình mà ha, nó đậu sát cái xe mình luôn đó, bấp kèn nháy đèn in ỏi làm gớm lắm, mấy cái xe đó gớm lắm. Thì bây giờ mình làm sao? Bây giờ nếu á, mà cái xe đen này nè, mình nhìn trên nhìn dưới không có xe đúng không, không có xe chạy lên chạy xuống, mà hiện tại đang đèn đỏ trước mặt, thì một là mình chạy thẳng tới luôn, hai là mình quẹo trái. Thì hiện tại mình đang bật cái đèn xi nhan để mà quẹo trái nè, thì mình sẽ quẹo trái. Rồi bây giờ đang còn trong lúc đèn đỏ
mà mình quẹo trái có được hay không. Rõ ràng là đèn đỏ mà mình chạy là mình đã bị vi phạm đúng không ạ? Vi phạm là mình vượt đèn đỏ, cố tình vượt đèn đỏ lúc đang có mặt cảnh sát. À, thấy chưa? Bây giờ cái xe cảnh sát nó đang đậu sau lưng mình nè. À, nó hú còi nè, nó chớp đèn nè, để mà chạy khẩn cấp nè. À, mà bây giờ nếu mà mình chạy thẳng hoặc là mình chạy quẹo trái đang lúc đèn đỏ thì mình sẽ mắc vô cái tội là cố tình vượt đèn đỏ mà trong khi có cảnh sát đang đang còn hiện diện ở sau lưng mình mà mình còn ngoan cố để mình quẹo đèn đỏ nữa. À, thì có phải cái tội sẽ nhân lên gấp đôi không ạ? À? Thường thường là cái vượt đèn đỏ này á, là nó trừ 6 cho tới 8 điểm ha. 6 8 điểm mà nếu mà mình vừa lúc mà có cảnh sát mà mình còn không tuân thủ mà mình chạy luôn vượt đèn đỏ, cố tình vượt đèn đỏ luôn, coi như là không sợ cảnh sát, không sợ luật pháp, chơi luôn là cái điểm nó nhân lên gấp đôi ha. Là coi như là nếu mà 6 điểm là cái bằng mình là 12 điểm là nó lấy luôn cái bằng rồi đúng không ạ? À? Mình đâu có dám. Nhưng mà bây giờ trong cái lúc khẩn cấp này thì làm sao đây? Nó mới ăn tiền cái chỗ này chứ đúng không ạ? À? Mình nếu mà mình không, tại vì nó chạy cái ào tới nó quay đèn nó hú còi lung tung hết mà mình đâu có, mình chạy luôn thì lại sợ là nó phạm luật. Mà bây giờ mình không chạy thì có đúng hay không? Tại vì xe cảnh sát nó đang còn xe cảnh sát nè, rồi xe cứu hỏa nè, xe cứu thương nè, ba cái loại xe đó cũng là đều có cảnh sát hết ha, cảnh sát hết. Đó, mà mình cố tình mình chạy thì mình vi phạm luật giao thông. Còn nếu mình không chạy rồi mình có phạm luật gì không? Nếu mà mình đậu đó nha, mình đậu yên đó luôn cho tới 25 giây ha, cho tới đèn xanh nó lên rồi mình mới chạy, vậy thì mình đúng hay là mình sai? À, cái vụ này thì nhiều cái video hoặc là mình trước đây là mình với lại cũng rất nhiều bạn bè coi như là cãi nhau ha, rất là gay cấn, cãi nhau nhưng mà cũng chưa có đáp số. Cãi nhau trên bàn nhậu rất là nhiều, mà không những người Việt Nam mình mà tất cả những cái người ở quốc gia khác ha, qua bên Mỹ này định cư thì gặp những cái tình huống như vậy, rồi mình sẽ giải quyết làm sao đây? Ngay cả mình thấy những cái video có cảnh sát, chính cảnh sát họ cũng ngồi lại với nhau, họ cãi với nhau luôn. À, tức là người cảnh sát này cãi với người cảnh sát kia, hoặc là người cảnh sát mà giao thông đó cũng cãi cãi với lại cái người cảnh sát mà của bên xe cứu lửa cứu thương ha. Đó, bên kia đó, bên phía mà cảnh sát mà bên cứu thương đó thì họ nói là phải đậu cho nó, phải đậu luôn đó, cho nó tới đèn xanh rồi mới chạy. Còn mà bên phía cảnh sát giao thông á, thì họ nói mấy cái này thì đang còn khẩn cấp mà, nó 25 giây nó lâu lắm, cho nên là phải cái người ở trên chạy luôn thì nó thông, chứ còn mấy giây thôi mà nó trễ đó, mấy phút hoặc mấy giây để mà mình đang còn chở cái người cái nạn nhân nào đó để mà tới tới bệnh viện đó, thì trong mấy cái giây đó mà chậm trễ là người ta chết ha. Cho nên là đèn đỏ là chơi luôn đó. Thì hai bên cũng cảnh sát với nhau, họ cũng cũng có ngồi cãi với nhau, họ có làm những cái video đó mình có coi ha. Đó, rồi coi như là bên nào cũng tùy theo thôi. Cái này là cái nó giống như mà phá luật thì cũng không phải là phá luật, nhưng mà đại khái nó còn một cái điều gì đó giống như là mình tùy theo tình huống ha, thì tùy theo tình huống khẩn cấp và mình xử lý giữa tùy theo cái lòng nhân đạo. Ví dụ vậy đi, ví dụ như mình là cái người trên xe đó, mình nghĩ là nếu mà cảnh sát họ đang còn chở một bà bầu hay chở một nạn nhân nào đó mà tới cái giây phút mà sắp chết rồi ha, về cái gì đó sắp chết rồi mà bây giờ nếu mà chạy tới nhà thương đó mà bị kẹt xe rồi này kia hết, chậm trễ mấy phút thì tới nhà thương thì người ta đã đứt hơn, người ta chết rồi, thì mình là cái người đó mình làm sao đây? Cũng tại vì mình ha, cũng tại vì mình đậu ngay cái đèn xanh đèn đỏ đó mà mình bị vậy. Còn mà nếu thì mà người ta chết, còn nếu á, mà mình mà chạy luôn đèn đỏ mà cảnh sát phạt mình đó, thì mình coi như mất cái bằng lái ha, mất cái bằng lái hoặc là bị mất trừ bao nhiêu điểm, hoặc là phải phạt mấy chục đô ra tòa này kia để khá nó gì, thì bây giờ mình làm sao? À, cũng là chua nha, mà mình thật sự mình chưa thấy luôn, cho nên là mình hỏi thử anh chị em cô chú bác nào biết đó thì trả lời giúp mình nha. Trường hợp này như anh chị em thì sẽ xử lý như thế nào? Ok, thế mình thấy nó cũng là thú vị đó. Nếu mà trường hợp mà mình ngồi ngoài thì mình sáng suốt,
mà nếu mà mình đang còn ở trong cái tình huống đó đó thì mình làm sao đây? Thấy đơn giản mà cũng không đơn giản ha. Xe nó làm ồn ào, ví dụ á, mà một chiếc xe cảnh sát đi mà nó đậu ngoài sau đó, nó quay đèn thì mình mà không hú còi thì nếu như mình á, thì mình cũng có thể là đậu đó luôn, có thể là đậu luôn, tại vì mình nghĩ là người ta cảnh sát đó nó quay đèn mình ngay cái chỗ đèn xanh đèn đỏ này luôn. À, nó quay đèn mình luôn, thì khi mà cảnh sát quay đèn thì mình đậu đậu yên chỗ là đúng rồi, nhưng mà mình đậu yên á, thường thường là cảnh sát là họ bước xuống xe, bước xuống xe là họ đi tới ngay cái chỗ cái cửa xe mình để họ hỏi cái bằng lái hay là hỏi cái giấy bảo hiểm xe. Mà đằng này nó không có, cảnh sát nó đứng xuống như vậy mà nó không có xuống, nó ngồi xe luôn, nó quay vậy thì mình biết là nó quay, là quay để mà chờ đi khẩn cấp rồi ha. Đó, mà nó chưa có hú kèn đó. Còn trường hợp mà nó hú kèn mà vừa quay đèn luôn thì chắc chắn 100% đó là rất là khẩn cấp. Và ngoài cái khẩn cấp đó thì mình có thể phá luật luật lệ được không, mình vượt đèn đỏ được không? Rồi, ở đây là nhờ anh chị em trả lời giùm nha. Anh chị em nào mà biết hoặc là xử lý như thế nào trong cái tình huống này thì viết comment ở bên dưới để cho mình biết nha. Ok, rồi hẹn gặp anh chị em ở những video khác. Ok, bye bye.